Trong video này thì mình sẽ hướng dẫn cái bài tiếp theo trong phần chuỗi, đấy chính là xóa từ trong sâu. Người ta sẽ cho mình thực hiện xóa từ trong sâu mà không phân biệt hoa thường. Họ sẽ cho mình trước một sâu, sau đó là họ cho mình một cái từ và họ yêu cầu mình phải xóa tất cả cái số các cái từ mà giống cái từ cần xóa đi, đúng không? Ví dụ như ở đây có hai test cây này, input dòng đầu tiên sẽ là số lượng test cây. Mỗi test cây gồm hai dòng, dòng đầu tiên sẽ là cái sâu và dòng thứ hai là cái từ mà họ cần xóa khỏi cái sâu đó. Và chú ý ở đây, khi mà so sánh để xóa thì họ không không phân biệt hoa thường. Ok, ví dụ như là từ trình này này đấy, thì có nghĩa là từ trình này nó cũng sẽ giống cái từ trình này và nó cũng giống cái từ trình này luôn đấy, hay là cái từ trình mà viết hoa hết thì nó cũng giống nhau, tức là khi mà bạn so sánh hai sâu thì bạn không phân biệt hoa thường ấy. Ok đấy. Vậy thì ở đây các bạn có thể sử dụng hàm có sẵn về cái phần mà so sánh không không phân biệt hoa thường, hoặc là các bạn cũng có thể tự viết. Ở đây mình không nhớ cái hàm đấy như thế nào, thành ra mình sẽ tự viết cái hàm mà so sánh hai sâu theo thứ tự không phân biệt hoa thường nhá. CMP đúng không? STR CMP mình đặt tên là 1, cha A. Là cha B đúng không? Rồi mình sẽ dùng MT N1 nó sẽ bằng string length của A. MT N2 nó sẽ bằng string length của B. Ok, đấy. Sau đó là bạn chỉ cần duyệt n ký tự đầu tiên của hai cái sâu này đúng không, với n là số nhỏ hơn trong n1 và n2 thôi. Đây mình viết thêm một cái hàm nữa là hàm min đi. Rồi ok, thì ở đây bạn sẽ duyệt từ gì nhỉ, bạn sẽ duyệt từ for int bằng không, y nhỏ hơn min của n1 và n2 đấy, y cộng cộng, và bạn kiểm tra là if to lower của ai. Ok, và to lower của bi mà khác nhau đúng không? Ok thì bạn sẽ return 0 luôn, được chưa? Đấy. À sorry, sao lại return 0 nhỉ? Thực ra thì trong trường hợp này mình chỉ cần so sánh hai cái sâu này có giống nhau hay không thì mình return 0 cũng được nhá. Ok, mình sẽ return 0 cũng được. Đấy. Thế còn ở dưới này thì bạn sẽ kiểm tra từ từ để xem nào. À quên, cái sâu này mình chỉ cần so sánh hai sâu này có bằng nhau hay không thôi đúng không? Vậy thì bạn kiểm tra ở đây if n1 mà khác n2, mình lại đi xây dựng cái hàm tương tự như hàm strcmp. Trong bài này thì không cần thiết. Mình sẽ return 0 đúng không? Bởi vì nếu mà hai cái sâu mà có chiều dài khác nhau thì nó không thể giống nhau y hệt được rồi đúng không? Cũng chả cần hàm min đâu. Sau đó bạn duyệt từ int bằng 0 y nhỏ hơn n1 đúng không? Và bạn kiểm tra nếu mà hai ký tự đấy mà nó khác nhau ấy, ký tự thứ y của cái sâu thứ nhất với ký tự thứ y của sâu thứ hai mà khác nhau thì mình sẽ return 0 luôn. Bởi vì khi đó hai thằng này nó sẽ khác nhau. Thế còn nếu mà mình duyệt qua tất cả các ký tự trong sâu rồi mà hai thằng này nó đều bằng nhau, đúng không? Nhưng mà chú ý nhá, trước khi mà so sánh hai thằng AI và thằng BI ấy, thì bạn phải cho nó về dạng in thường hết. Ok, đấy, để mình lấy ra hai cái thằng in thường của nó mình so sánh. Đầu bài nó bảo yêu cầu là phân biệt so sánh không phân biệt hoa thường mà. Còn nếu mà chạy xuống đây thì bạn sẽ return 1. Đấy. Được chưa? Ok, ví dụ như là cái sâu là A B C D với lại là A B C D E chẳng hạn đấy. Đầu tiên bạn sẽ lấy ra chiều dài của ông này là 4 và ông này là 5. Thì chắc chắn là hai ông này không thể bằng nhau được. Thành ra là mình sẽ kiểm tra if n1 mà khác n2 thì mình sẽ return 0 luôn. Đấy, hai thằng này nó có chiều dài khác nhau. Còn nếu mà nó không có nó cũng có cùng chiều dài thì mình sẽ tiến hành duyệt từ cái ký tự đầu tiên cho tới cái ký tự cuối cùng của nó nhá. Và trong quá trình mình duyệt ấy mà hai cái thằng ở cùng vị trí mà nó khác nhau, đấy, nó khác nhau thì kết luận luôn nó không giống nhau, đúng không? Còn nếu mà duyệt qua tất cả ký tự thằng nào cũng giống nhau rồi thì mình sẽ kết luận nó giống nhau. Đấy. Nhưng mà chú ý là ví dụ như cái sâu ABCD và ABCD như thế này thì khi mà bạn so sánh A với A này thì nhớ là phải cho hai thằng này về dạng in thường hết nhá, để nó ra thành A với A mà so sánh ấy. Này cũng thế, B với B, C với C và D với D. Đấy. Chứ còn nếu mà bạn so sánh luôn thì nó sẽ phân biệt hoa thường đấy. Thế là xong cái hàm để kiểm tra xem hai cái sâu có giống hệt nhau theo mà không phân biệt hoa thường hay không nhá. Bây giờ mình sẽ nhập số test cây này, mỗi test cây thì mình sẽ nhập vào hai cái, đấy là cái sâu và cái thứ hai đấy chính là cái từ cần xóa đúng không? Int scan phần trăm b và t yt trừ trừ đúng không? Nhớ ghép cha nhé, bởi vì cái sâu đầu tiên mà bạn nhập vào trong cái test cây nó sẽ có ấy mà, nó sẽ có dấu cách mà, nếu mình sử dụng ghép s. Rồi ok, ở đây mình sẽ dùng một cái cha C1000 để mình nhập vào cái sâu, còn mình sẽ nhập vào VK là cái từ cần xóa. Rồi, sau đó thì bạn sẽ get S cho C.
và scan phần trăm S cho V kép rồi. Sau đó thì bạn sẽ tách các cái từ ở trong cái sâu thứ nhất ra thôi nhá. Tách các từ trong sâu thứ nhất ra, cứ mỗi lần tách được từ nào ấy thì bạn sẽ kiểm tra xem cái từ bạn tách được ấy nó có giống cái từ mà họ cần xóa hay không. Nếu mà không giống thì mình in ra nhá. Vậy thì ở đây á, mình sẽ duyệt là cha sao token bằng str top của c và dấu cách đúng không? Sau đó là mình lập while token còn khác null thì bạn sẽ kiểm tra là if strcmp1 cái token là cái từ mà bạn tách được và cái v kép là cái từ mà họ cần xóa. Nếu mà hai thằng này mà khác nhau ở đây là gì nhỉ? Mà bằng không đúng không? Đấy. Ok, tức là hai thằng này giống nhau à, khác nhau đấy. Ok, cái hàm strcmp kia nó trả về không khi hai thằng này khác nhau, nó còn trả về một khi hai thằng này giống nhau. Vậy thì ở đây mình kiểm tra nếu mà hai thằng này khác nhau thì mình sẽ in ra cái token đấy và tiếp tục tách token bằng str top của null và dấu cách đúng không? Đấy, ok. Và hết một test case thì bạn sẽ xuống dòng ở đây. Và chú ý bài này nó bắt bạn in ra đấy là test mấy nữa đúng không? Thành ra là ở chỗ này mình duyệt từ 1 tới t là như thế. Bởi vì khi mà bạn duyệt từ 1 cho tới t thì bạn sẽ biết là test case này là biết test case 1 hay test case 2 để mình in ra cái phần này cho nó tiện này. Thì ở chỗ này mình sẽ trước khi in mình sẽ phải in ra là gì nhỉ? Test phần trăm d ở chỗ này có dấu thăng đúng không? Test phần trăm d sau đó là hai chấm dấu cách hai chấm. Các bạn chú ý chỗ này nhé, thừa một dấu cách cũng sai và thiếu một dấu cách cũng sai đấy. Ok, thì đấy sẽ là xong cái bài đấy là xóa từ trong sâu mà sâu nó có nó khi mà so sánh thì họ sẽ không phân biệt hoa thường. Chạy nhé. Ngôn ngữ lập C, Python lập test 1, ngôn ngữ lập C, Python lập cái test 2 nó rỗng. Không biết là các bạn có biết tại sao test 2 nó bị sai không? Bởi vì là như thế này, các bạn phải hiểu được là sau khi mà bạn get s cái dòng đầu tiên của test case ấy, tức là mình sẽ nhập được cái từ này đúng không, cái dòng này đúng không, nhưng mà cái dòng thứ hai ấy bạn lại sử dụng scan để bạn nhập cái sâu sâu vkép này đúng không? Thành ra là sau cái câu lệnh scan này này và cái dòng 28 này này thì nó vẫn còn cái phím enter ở trong bộ đệm bàn phím đúng không nhỉ? Và quay trở lại test case xong thì bạn lại sử dụng get s để bạn đọc cái dòng đầu tiên của test case thứ hai này và khi đó nó sẽ bị trôi lệnh luôn, tức là cái sâu thứ hai trong cái test case thứ hai ấy thì cái c của bạn nó sẽ là một sâu rỗng ấy. Thành ra nó in ra như thế này. Thì xử lý chỗ này bạn có thể chuyển thằng này thành thành get s cũng được hoặc là bạn get cha sau khi mà bạn đọc scan cũng được thì nó sẽ xử lý được cái vấn đề trôi lệnh nhá. Đấy, các bạn đi thi là phải chú ý cái điều đó. Thì nó sẽ in ra là BCD, BC và ZZZ. Ok, đấy chính là cái bài mà xóa các cái từ ở trong xóa một cái từ ở trong sâu. Ok.